kể chuyện cho bé, sự tích chú cuội cung trăng. Ngày xưa, trong một ngôi làng nọ dưới chân núi, có một tiều phu trẻ tuổi tên là Cuội. Một hôm nọ, như ngày thường khác, chàng tiều phu này vác rìu lên rừng sâu kiếm củi. Đến gần một con suối nhỏ, chàng giật nảy mình khi trông thấy một cái hang hổ. May sao trước sau anh chỉ thấy có con hổ con đang chơi đùa. Đánh hơi được kẻ lạ mặt, con hổ con liền lao tới tấn công, Cuội nhanh tay vung cây rìu bổ một nhát làm nó lăn quay trên mặt đất. Đúng lúc đó, hổ mẹ kiếm ăn trở về. Nghe tiếng gầm kinh hồn ở phía xa, chàng chỉ kịp quẳng rìu leo thoát lên ngọn một cây cao. Từ trên cao nhìn xuống, Cuội thấy hổ mẹ đau khổ liếm vết thương cho hổ con đã chết. Sau đó hổ mẹ lẳng lặng đi đến một gốc cây cách cái hang không xa, cắn lấy một ít lá rồi trở về nhai và liếm lên vết thương của con hổ con. Chưa được bao lâu, con hổ con đã vẫy đuôi ngóc đầu sống lại, khiến cho Cuội vô cùng sửng sốt. Chờ đến khi hổ mẹ tha con đi nơi khác, Cuội mới trèo xuống tìm đến cây thần kỳ kia đào gốc mang về. Trên đường về gặp một ông lão ăn mày đói chết trên bãi cỏ, Cuội liền lấy ngay mấy lá của cây lạ kia nhai và mớm cho ông lão. Như một phép màu, ông lão dần dần mở mắt ngồi dậy. Tưởng đã chết mà lại sống lại, ông lão liền hỏi chuyện. Chàng Cuội thực tình kể lại đầu đuôi câu chuyện, nghe xong ông lão tròn mắt ngạc nhiên. Ôi trời, cây này chắc chắn là cây thần có khả năng cải tử hoàn sinh trong sách cổ. Ông trời ban cho con để cứu giúp thiên hạ. Con hãy dùng cây này để cứu người hành thiện tích đức, nhưng nhớ kỹ, đừng tưới bằng nước bẩn mà cây sẽ bay trở về trời đó. Dặn dò xong, ông lão chống gậy rời đi. Khi qua sông, chợt thấy xác một con chó chết trôi, Cuội chạnh lòng thương vớt lên. Ta đem nó về cứu sống, rồi nuôi nó, có nó bầu bạn cũng vui cửa vui nhà. Nghĩ vậy, Cuội ôm con chó về nhà, lấy lá thần đắp lên đầu nó. Chỉ lát sau, con chó sống dậy, ve vẩy đuôi tỏ vẻ mừng rỡ. Như biết được Cuội cứu sống nó nên nó luôn quấn quýt bên chàng tỏ lòng biết ơn. Về đến nhà, Cuội trồng cây thuốc thần ở một góc trong vườn. Nhớ lời dặn của ông lão, ngày nào Cuội cũng gánh nước suối trong để tưới cây. Từ ngày có cây thuốc thần, Cuội cứu sống được rất nhiều người. Hễ có ai nhắm mắt xuôi tay là Cuội vui lòng mang lá cây đến tận nơi cứu chữa. Tiếng lành đồn xa, tin Cuội có phép lạ lan đi khắp nơi. Một lần, phú ông ở làng bên chạy đến tìm Cuội, van nài xin Cuội cứu đứa con gái duy nhất vừa chết đuối. Cuội nhanh chóng mang lá thuốc cứu người. Không lâu sau, mặt con gái phú ông dần hồng hào trở lại, ngồi dậy như chỉ vừa trải qua một giấc ngủ sâu. Nghe cha kể Cuội là người cứu sống mình, cô gái xin cha được gả cho chàng. Phú ông cũng vui vẻ gả con gái cho Cuội. Vợ chồng Cuội về sống với nhau thuận hòa, êm ấm. Nhưng ngày lành chẳng được lâu. Một hôm, nhân lúc Cuội đi vắng, bọn cướp đi qua nhà Cuội. Chúng nhẫn tâm giết vợ của Cuội, lại còn moi ruột ném đi. Khi Cuội trở về thì vợ đã chết quá lâu, mớm bao nhiêu lá thần vẫn không thể sống lại, vì lá cây có thần kỳ đến mấy, thiếu mất ruột thì cũng không thể cứu sống. Thấy Cuội khóc thương thảm thiết, con chó lại gần xin hiến ruột của nó thay vào ruột vợ chàng. Cuội chưa từng làm thế bao giờ, nhưng bí quá hóa liều, chàng lấy ruột chó thay ruột người xem sao. Bất ngờ người vợ sống lại, vẫn giữ vẻ đẹp như xưa. Thương con chó có nghĩa, chàng bèn nặn thử một bộ ruột bằng đất, rồi ghép vào bụng nó cũng sống lại. Cả nhà hai người một vật lại quấn quýt, sống ngày tháng yên bình. Nhưng lạ thay từ đấy, trí nhớ của vợ Cuội như không còn được tốt. Hễ nói trước là quên sau, làm cho Cuội cũng hết cách. Mỗi ngày trước khi ra cửa, Cuội đều không quên dặn vợ. Có tưới cây thuốc thì tưới nước sạch, chớ dùng nước bẩn, cây sẽ bay lên trời. Nhưng vợ Cuội như lú ruột, lú gan, vừa nghe tai này lại lọt tai kia. Một buổi chiều, Cuội vào rừng kiếm củi chưa về, vợ Cuội không nhớ lời chồng dặn, đổ chậu nước bẩn vào gốc cây thuốc thần. Không ngờ rằng khi vừa dính nước bẩn thì cây thần tự nhiên bật gốc, lơ lửng bay lên trời. Vừa lúc đó Cuội về đến nhà, thấy vậy, Cuội hốt hoảng, nhảy bổ đến, toàn kéo gốc cây thần lại. Nhưng cây lúc ấy đã rời khỏi mặt đất, bay quá đầu người, lững thững bay lên thẳng, không một sức nào cản nổi. Cuội cũng nhất quyết không chịu buông tay, thành ra cây kéo cả Cuội bay vút lên đến cung trăng mới dừng lại. Từ đó Cuội ở luôn trên cung trăng với cả cái cây quý của mình không rời một bước. Cho nên đến tận ngày nay,
mỗi khi nhìn lên mặt trăng vào những đêm trăng tròn, ta luôn trông thấy hình bóng ai đó ngồi dưới tán cây giống như chú cuội ngồi dưới gốc cây đa, dầu dĩ nhìn xuống trần gian. Người xưa kể lại, mỗi năm cây đa ấy chỉ rụng duy nhất một lá mà thôi. Ai may mắn nhặt được lá cây ấy thì có thể cứu người chết sống lại. Đối với lũ trẻ, mỗi khi thấy trăng tròn chúng lại ca. Bóng trăng trắng ngà, có cây thuốc quý, có chú cuội già, ôm một mối mơ. Chú cuội cung trăng là một câu chuyện được người xưa tưởng tượng ra, nhằm lý giải những chỗ lõm của mặt trăng khi nhìn từ phía mặt đất, có hình dạng giống như một người đang ngồi dưới gốc cây đa vào những dịp trăng tròn, đặc biệt là ngày rằm tháng 8. Ngoài ra, chuyện cũng ẩn chứa một bài học sâu sắc về giá trị của sự hữu hạt. Chú cuội tìm ra được bài thuốc quý, có thể cải tử hoàn sinh. Song, vợ cuội sau khi sống lại cũng không được minh mẫn như người bình thường. Quả thực, không có gì là mãi mãi. Cuộc sống này vốn hữu hạn và tuân theo quy luật tự nhiên sinh lão bệnh tử. Chúng ta không thể nào đi ngược lại điều đó. Chỉ có một cách là hãy sống thật hết mình, thật ý nghĩa, để mỗi giây phút trên cuộc đời này đều trở nên giá trị. Mọi người ủng hộ kênh nhé! Đăng ký, thích, chia sẻ video. Cảm ơn.